Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn nấu món giò heo kho Coca-Cola. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Ở đây mình có một cái giò heo. Mình đang nhờ ông xã thui cái phần giò heo này trước và cạo sạch nó đi. Và mình sẽ chặt ra những miếng vừa ăn ha. Ông xã mạnh tay thì ông xã chặt được, chứ còn thôi mình thì thua. Cái giò heo này nó nặng 1,5 kg á cô chú anh chị. Ông xã mình cũng chặt ra những miếng vừa ăn rồi nè. Nguyên liệu mình ướp kèm gồm có nè: hành tím, tỏi, gừng sắc lát ha, ớt. Và đây mình có hoa hồi và hành lá. Mình có băm sẵn một muỗng canh tỏi băm và cái phần hành tím băm ha. Đây là một lon Coca-Cola. Trước tiên thì mình sẽ ướp cái phần chân giò heo trước. Mình cho vào đây 6 muỗng canh nước tương nha. Ba muỗng canh đường nha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt nè. Mình ăn ít bột ngọt thôi. Nước mắm thì mình sẽ dằn vào đây khoảng tầm 2 muỗng canh nước mắm ha. Ngũ vị hương thì mình cho vào đây thơm thơm thì mình cho khoảng tầm 1 muỗng cà phê thôi. Tương ớt thì mình cho vào đây khoảng tầm 2 muỗng canh tương ớt ha. Tỏi băm, hành tím băm mình cho vào hết luôn. Sau đó mình đeo bao tay và mình trộn đều cái phần gia vị cho nó thấm vào chân giò heo. Mình sẽ ướp ở đây khoảng tầm 30 phút nha cô chú anh chị. Sau 30 phút thì đây, cái phần chân giò heo của mình nó cũng tan hết phần gia vị. Bây giờ bắt đầu mình vào bếp mình nấu nhé. Mình cho cái chảo lên bếp nè. Chảo nóng thì mình cho vào đây khoảng tầm 2 muỗng canh dầu ăn. Mình cho hành tím, tỏi để nguyên củ nha. Hoa hồi khoảng tầm 3 cái hoa hồi thôi. Và vài lát gừng mình cho vào. Mình xào lên cho nó thơm nha. Sau khi gừng, hành, tỏi thơm thì mình cho hết cái phần chân giò heo mình ướp vào. Sau đó mình xào lên ha, cho nó săn cái phần giò heo nè. Trộn đều lên thì cô chú anh chị mình cho lửa riu riu thôi, cho nó sắp sắp và nó sẽ thấm phần gia vị trước ha. Rồi sau đó thì mình cho một cái lon Coca vào. Cô chú anh chị mình có nước dừa tươi á, thì mình cho thêm ha, để mình nấu cho cái phần chân giò heo của mình nó mềm. Mình cho lon Coca vào xong, sau đó mình cho thêm nửa lít nước dừa tươi nữa nha, cho nó ngập cái phần chân giò heo. Sau đó thì cái phần chân giò heo của mình nó sôi bùng lên thì cô chú anh chị mình vớt bọt đi để cho cái phần chân giò heo của mình nó ngon ha, cái nước kho của mình nó trong lại. Rất là tuyệt vời. Mình sẽ cho vài cái đầu hành lá vào mình kho thêm ha, và mình sẽ dằn vào đây khoảng tầm nửa muỗng cà phê muối nha. Như vậy là gia vị của mình đậm đà rồi đó cô chú anh chị. Mình cho vài trái ớt lên trên bề mặt nữa. Và mình sẽ để lửa riu riu. Mình kho cái phần chân giò heo của mình cho nó mềm ha. Nếu mà cô chú anh chị mình á, muốn ăn còn cái độ giòn á, thì mình kho khoảng tầm 45 phút. Còn nếu mà mình muốn kho nó mềm luôn á, thì cô chú anh chị mình kho khoảng tầm 1 tiếng 15 phút ha. Thì cái phần chân giò heo của mình nó được rồi, mềm mềm, ăn nó cũng ngon lắm cô chú anh chị. Nhưng mà mềm quá thì nó ngán lắm. Nên mình kho cái lượng trung bình khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ thì cái phần chân giò heo của Linh Nguyễn được rồi đó. Sau một hồi kho nè cô chú anh chị, chân giò heo của mình nè, nhìn rất là ngon luôn, bắt mắt lắm luôn á. Nó lên một cái màu sắc rất là đẹp luôn. Mà bây giờ thì nói chung là nó cũng đã chín rồi, nhưng mà nó còn cái độ giòn nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị mình ăn cứng á, thì như vậy là được rồi ha. Còn ăn mềm chút xíu nữa thì mình hầm chút xíu nữa nha. Đây, cái chân giò heo của mình rất là ngon luôn. Bây giờ thì cô chú anh chị mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình nha. Linh Nguyễn nêm như vậy là vừa ăn rồi đó cô chú anh chị. Ăn kèm với cơm thì rất là ngon. Sau một hồi xào xào, nấu hầm thì bây giờ cũng xong rồi. Mình bới một tô cơm nè, sau đó mình múc những cái chân giò heo vào tô cơm. Và mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức cái món giò heo kho Coca-Cola với bếp Linh Nguyễn nha. Wow, cái nước nó sệt rất là ngon luôn. Linh Nguyễn mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Bây giờ mình sẽ ăn thử nè. Wow, cái giò heo của mình đó, nó mềm, rất là ngon luôn. Mà vừa ăn lắm cô chú anh chị, mặn mặn ngọt ngọt, ăn với lại cơm trắng thì rất là tuyệt vời luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình thấy cái món này ngon nè, lạ miệng, nhanh gọn lẹ và bắt tay ngay vào bếp, làm cho gia đình mình cùng thưởng thức đổi vị bữa cơm gia đình ha. Rất là tuyệt vời luôn. Nguyên liệu thì ôi thôi dễ tìm lắm luôn á. Mà thơm nữa. Những cái móng heo nè, nhìn rất là ngon mà mềm nữa cô chú anh chị. Cái này mình ăn kèm với bánh mì cũng ngon lắm luôn á. Rồi thôi, clip của Linh Nguyễn cũng hơi dài. Linh Nguyễn kết thúc clip tại đây. Mến chúc cô, chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe nè, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô, chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha.